À, Lương lại vừa nhận được một một câu chuyện, một yêu cầu nữa của một anh. Anh xin được giấu tên, hiện đang làm tại Sen Group. Câu chuyện Lương xin được kể như thế này. Quen nhau vào một ngày tháng 7 năm 2014. Cô ấy là nhân viên mới vào. Chẳng biết từ lúc nào mà hai người đã bắt sóng với nhau được. Rồi hai người lại rủ nhau đi chơi. Đến sinh nhật anh, không biết ăn gì đi đâu cả, nên cô ấy đã nghĩ hai đứa cùng đi chơi xa một chuyến. Và tình yêu cũng bắt đầu từ đó. Cô ấy là một người con gái thông minh, hay suy nghĩ, tiếng Anh thì mồm mép tép nhảy, nên cô ấy đôi lúc nghĩ anh không chung thủy hay tán tỉnh những người con gái khác. Anh lại không thích cô ấy gần những người con trai lạ khác. Cái này thì nhiều người như thế. Nên cô ấy giận anh vì tính hay ghen đó. Đã yêu nhau được hơn 1 năm, cô ấy giận anh đã hơn nửa tháng trời rồi. Anh nhớ cô ấy rất nhiều, sợ cô ấy suy nghĩ, nghi ngờ tình yêu của anh nữa. Cô ấy cũng từng nhiều lần đỏ khóe mắt vì anh. Anh không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Anh nhớ em rất nhiều. Bỏ qua cho anh thằng hố này em nhé. Em cũng biết là vì quá yêu em nên anh mới như vậy. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng không làm em phải buồn phiền thêm nữa. Không làm em phải khóc vì anh nữa. Anh sẽ không làm em phải thất vọng vì anh đâu. Hãy về với anh em nhé. Anh yêu em. Và bài hát của anh trai giấu tên này yêu cầu đề nghị Lượng hát gửi tặng tới chị, tên là Phương Lưu. Facebook là Phương Lưu. Bài hát có tên chính là anh. Bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mơ sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh trước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Dậy bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chưa đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết
vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là ai. Lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính